Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Dũng Vlog. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau để cùng nhau bàn luận về bài số 8. Đó là bài nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất và nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ thất. Trước khi học thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh bác sĩ Dũng Vlog và ấn chuông để ủng hộ mình, giúp mình có thêm động lực để ra những video hay hơn và bổ ích hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài giảng hôm nay. Thứ nhất, chúng ta đi với nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất, viết tắt là AVNRT. Như vậy thì chúng ta cùng nhau phân tích về cái nút nhĩ thất thì khoảng 90% các cái trường hợp thì sóng cỡ cực từ nhĩ nó muốn đi qua thất, hay nói cách khác là sóng cỡ cực từ nhĩ nó muốn vào được nút nhĩ thất, thì nó chỉ có một con đường, đó chính là con đường này để đi vào nút nhĩ thất. Nhưng trong đó còn lại là 10% thì cái sóng cỡ cực từ nhĩ xuống thất nó còn đi được theo một con đường nữa, đó chính là con đường thứ hai này. Hay nói cách khác là sóng cỡ cực từ nhĩ đi vào nút nhĩ thất thì nó có hai con đường để đi vào, hay là chiếm 10%. Và cái con đường thứ nhất này, đấy là cái con đường bình thường, thì cái tốc độ của sóng khứ cực và sóng tái cực thì nó có tốc độ bình thường. Nhưng cái con đường thứ hai này, đấy là con đường bất thường, thì lúc này cái sóng khứ cực thì nó đi với tốc độ rất chậm, nhưng sóng tái cực thì nó lại đi với tốc độ rất nhanh. Đấy. Cái chậm và cái nhanh thì chúng ta sẽ phân tích ở những slide tiếp theo để cùng nhau biết được nó chậm thì nó ý nghĩa thế nào, nó nhanh thì nó có ý nghĩa như thế nào. Đây, thì khi mà cái sóng cỡ cực nó từ nhĩ nó di chuyển vào nút nhĩ thất thì khi đấy sóng cỡ cực nó sẽ đi theo hai con đường, là con đường thứ nhất là con đường bình thường và con đường thứ hai là con đường bất thường. Nó di chuyển theo con đường thứ nhất thì tốc độ của sóng cỡ cực di chuyển bình thường, và di chuyển theo con đường thứ hai này thì tốc độ của sóng cỡ cực nó di chuyển rất là chậm. Cho nên khi sóng cỡ cực đi theo con đường thứ nhất nó đã xuống được nút nhĩ thất, nhưng ở con đường thứ hai thì sóng cỡ cực nó vẫn đang di chuyển trên con đường thứ hai mà chưa xuống được nút nhĩ thất. Và lúc này thì sóng cỡ cực đi theo con đường thứ nhất xuống nút nhĩ thất và đi qua bô hít xuống cơ thất, và đồng thời thì lúc này thì cái sóng cỡ cực đi theo con đường thứ hai nó chưa xuống được nút nhĩ thất, và lúc này sóng cỡ cực lại từ dưới nút nhĩ thất nó đi ngược theo con đường thứ hai đi lên. Và khi đấy hai cái sóng, một sóng đi xuống và một sóng đi lên, nó gặp nhau và nó sẽ triệt tiêu nhau. Đấy. Như vậy thì trên lâm sàng hay là trên điện tâm đồ chúng ta sẽ không có biểu hiện cái tình trạng bất thường ở trên sóng điện tim cũng như trên lâm sàng. Và sau khi cử cực xong thì con đường thứ nhất và nút nhĩ thất nó bước vào cái giai đoạn tái cực hay là bước vào cái giai đoạn chơ. Nhưng cái con đường thứ hai này, cái thời gian tái cực của nó di chuyển rất là nhanh, như vậy cái giai đoạn chơ của nó cũng rất là nhanh. Khi mà cái con đường thứ nhất và nút nhĩ thất đang ở giai đoạn chơ thì cái con đường thứ hai nó đã hết giai đoạn chơ rồi và nó sẵn sàng cho sóng cỡ cực đi qua. Và một cái nguyên nhân là một cái ngoại tâm thu nhĩ đến sớm. Đấy. Nếu mà nó xuất hiện một cái ngoại tâm thu nhĩ đến sớm, nếu như nó bình thường không xuất hiện ngoại tâm thu nhĩ thì không vấn đề gì, không biểu hiện lâm sàng, không biểu hiện trên điện tâm đồ. Nhưng nếu mà xuất hiện một cái ngoại tâm thu nhĩ đến sớm, lúc này thì cái con đường thứ nhất và nút nhĩ thất đang ở giai đoạn chơ, nhưng con đường thứ hai đã hết giai đoạn chơ và sẵn sàng dẫn truyền sóng khứ cực rồi, thì lúc này lại xuất hiện một cái ngoại tâm thu nhĩ, nó khứ cực cơ nhĩ và nó di chuyển
qua cái con đường thứ hai, và sóng cỡ cực nó di chuyển qua con đường thứ hai để xuống nút nhị thất. Đây, nó di chuyển xuống nút nhị thất. Nhưng khi mà nó đã di chuyển xuống tới nút nhị thất thì lúc này cái con đường thứ nhất và cái nút nhị thất nó lại đã hết giai đoạn trơ rồi. Đấy, nó hết giai đoạn trơ rồi. Và lúc này thì sóng cỡ cực khi nó vừa hết giai đoạn trơ thì cái sóng cỡ cực đi theo con đường thứ hai nó đã tới được nút nhị thất, và nó lúc này nó khử cực, nó sóng cỡ cực nó đi vào được nút nhị thất rồi. Đấy. Và khi nó đi vào nút nhị thất mà con đường thứ nhất vừa hết được cái giai đoạn trơ rồi, mà do cái nút xoang lúc này do cái nhịp ngoại tâm thu nó phát ra nó gây ức chế nút xoang lại, nên lúc này nút xoang không phát được nhịp, và cái sóng khử cực nó lại từ nút nhị thất nó đi theo con đường thứ hai xuống nút nhị thất, và từ nút nhị thất nó đi vào bó hít để xuống cơ thất, và nó đi theo con đường thứ nhất nó đi lên trên cơ nhị. Đấy. Nó đi lên trên cơ nhị để khử cực cơ nhị. Và lúc này khi nó đi lên theo con đường thứ nhất thì lúc này con đường thứ hai nó lại đang ở giai đoạn tái cực, và nó tái cực rất là nhanh. Khi cái sóng khử cực đi theo con đường thứ nhất lên khử cực nhị thì cái con đường thứ hai nó đã tái cực xong rồi, như vậy nó đã sẵn sàng dẫn truyền sóng khử cực rồi. Thì khi đấy nó lên theo con đường thứ nhất lên nó khử cực nhị, và sóng khử cực lại di chuyển theo con đường thứ hai để đi xuống nút nhị thất. Đấy. Và khi mà cái nút nhị thất và cái con đường thứ nhất lúc này nó lại bước vào cái giai đoạn trơ. Đấy, và sóng khử cực lại đang di chuyển theo con đường thứ hai để đi xuống nút nhị thất. Và cứ như vậy. Và cứ như vậy thì nó theo một cái vòng. Cứ như vậy nó theo một cái vòng tròn. Là nó xuống này, xuống bó hít khử cực cho cơ thất, rồi lại lên khử cực nhị lại xuống. Đấy, nó cứ theo một cái vòng như vậy. Khi nút đã nhị thất và con đường thứ nhất ở giai đoạn tái cực thì con đường thứ hai lại đã tái cực xong. Khi con đường thứ hai đang ở giai đoạn dẫn truyền sóng khử cực thì con đường thứ nhất và nút nhị thất lại ở giai đoạn tái cực. Và khi con đường thứ nhất và nút nhị thất ở giai đoạn đang dẫn truyền sóng khử cực thì con đường thứ hai nó lại giai đoạn tái cực, và nó cứ như vậy nó thay phiên nhau, nó tạo thành một cái đường dẫn truyền vòng vào lại ở nút nhị thất, và tạo nên một cái nhịp nhanh, người ta gọi là nhịp nhanh vòng vào lại nút nhị thất. Đấy. Và khi một gỗ ngoại tâm thu nhĩ nhảy đến này, đi xuống theo con đường thứ hai này, nó xuống đường thứ hai, sau đấy nó xuống cơ cực cho nó xuống nút nhị thất, rồi lại vòng lên theo con đường thứ nhất lên trên cơ nhĩ để cự cực cơ nhĩ, rồi tiếp theo đi theo con đường thứ hai, rồi lại xuống cự cực cho lại xuống nút nhị thất, rồi lại đi vòng lên con đường thứ nhất lên cơ nhĩ. Đấy, cứ như vậy tạo thành vòng, gọi là vòng vào lại nút nhị thất. Cái nhịp nhanh vòng vào lại nút nhị thất thì thường cái tần số của nó từ trên 130 chu kỳ trên phút, nhưng mà thông thường thì nó thường lớn hơn 140 chu kỳ trên phút. Còn một cái nhịp nữa là nhịp nhanh bộ nối. Cái nhịp nhanh bộ nối thì thường là nó từ 100 đến 140 chu kỳ trên phút. Do đó nếu một cái nhịp mà chúng ta phải phân biệt với nhịp nhanh vòng vào lại nút nhị thất hay là nhịp nhanh bộ nối, thì nếu như cái nhịp đấy nó trên 140 chu kỳ trên phút thì đó chính là nhịp nhanh vòng vào lại nút nhị thất. Còn nếu cái nhịp nó từ 100 đến 130 chu kỳ trên phút thì nó là nhịp nhanh bộ nối. Còn nếu nó nằm trong khoảng 130 đến 140 chu kỳ trên phút thì nó có thể là nhịp nhanh bộ nối, cũng có thể là nhịp nhanh vòng vào lại nút nhị thất. Đây là một cái ví dụ. Đấy, chúng ta thấy nhịp nhanh QRS. Đấy, QRS thanh mảnh thì chứng tỏ cái nhịp này, nhịp nhanh này đó là nhịp nhanh ở trên thất.
Và chúng ta thấy cái nhịp nhanh này tần số lớn hơn 140 chu kỳ trên phút. Và đặc biệt chúng ta chú ý một chút là đây có một cái dạng đây sóng giống sóng S này, nhưng đây không phải là sóng S mà đây chỉ là cái sóng giả sóng S thôi. Đây thực sự nó chính là sóng P, là đây chính là sóng P. Như vậy thì đây chính là một cái nhịp nhanh vòng vào lại nút nhị thất có sóng P đi sau cái phước bộ QRS tạo thành một cái giả sóng S và cái nhịp trên 140 lần trên phút. Và như chúng ta đã biết thì cái nhịp nhanh vòng vào lại nút nhị thất thì nó được khởi phát sau một độ ngoại tâm thu nhĩ. Đấy, như vậy trên monitor chúng ta quan sát đây cái nhịp, đây là nhịp bình thường. Sau đấy xuất hiện một độ ngoại tâm thu nhĩ đến sớm thì nó khởi phát lên một cái cơn nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất này, có sóng P này, đấy là giả sóng S, đây là sóng P. Tiếp theo chúng ta đi với nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ thất. Đấy, vừa rồi là nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất, bây giờ là nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ thất. Thì thông thường thì cái sóng cửa cực nó từ nhĩ xuống được thất thì nó chỉ có một con đường duy nhất là đi qua nút nhĩ thất thôi. Nhưng một vài trường hợp thì nó có một con đường thứ hai, đó chính là con đường dẫn truyền phụ. Đấy. Thì cái con đường dẫn truyền phụ này, khi mà cái sóng cửa cực nó từ nhĩ nó di chuyển xuống thất thì lúc này nó sẽ di chuyển theo hai con đường, một là con đường đi theo nhĩ thất, hai là dẫn truyền theo con đường dẫn truyền phụ. Cái con đường đi qua nút nhĩ thất thì do đi qua nút nhĩ thất nó làm chậm cái sự dẫn truyền lại, do đó thì cái sóng cực cực đi qua cái con đường phụ này nó không làm chậm quá trình dẫn truyền thì nó xuống được cơ thất nó nhanh hơn. Nhưng do nó xuống cơ thất, mặc dù nó xuống cơ thất nhanh hơn nhưng nó không đi theo cái hệ thống dẫn truyền. Nếu mà đi theo nút nhĩ thất là nó sẽ đi qua bố hít và đi theo hệ thống dẫn truyền. Thì khi đi theo hệ thống dẫn truyền thì cái sóng cực cực nó được hữu cực cơ thất rất là nhanh. Nhưng trong trường hợp này nó lại đi xuống cơ thất thì nhanh nhưng mà nó không đi theo hệ thống dẫn truyền nên nó hữu cực cơ thất lại bị chậm. Đấy, và xuống cực cơ thất, lúc này nó xuống cơ thất nhanh, như vậy nó làm cho cái khoảng PR nó ngắn lại. Vì cái khoảng PR chúng ta hiểu nôm na nó chính là cái khoảng thời gian mà sóng khứ cực nó từ nhĩ xuống thất, đó là khoảng PR. Như vậy mà cái khoảng sóng khứ cực nó di chuyển từ nhĩ xuống thất nó di chuyển rất là nhanh qua đường dẫn truyền phụ nên được là cái khoảng PR này nó bị ngắn lại. Và khi mà sóng cực cực lúc này thì sau đấy thì sóng cực cực nó đi qua nút nhị thất, qua xuống bộ hít và đi theo hệ thống dẫn truyền nhánh phải và nhánh trái để nhanh chóng cực cực cơ thất. Thì lúc này sóng cực cực nó đi lên và lúc này nó gặp cái sóng cực cực di chuyển theo con đường dẫn truyền phụ và nó triệt tiêu cái sóng cực cực này đi. Như vậy nó làm cho bệnh nhân ở trên biểu hiện lâm sàng lúc này đã không có biểu hiện về tình trạng lâm sàng. Đấy. Đây sóng cực cực nó di chuyển từ nhĩ, nó di chuyển qua đường dẫn truyền phụ xuống cơ thất và khử cực một vùng cơ thất. Đây nó tạo được cái sóng này. À, sóng nó hơi nó nhô nhô lên cao đấy. Đấy. Và khi đấy sau khi nó khử cực cái vùng cơ thất này thì lúc này cái sóng khử cực nó đã đi theo đường dẫn truyền và xuống khử cực cho cơ thất rồi, thì sóng cực cực nó lên nó gặp cái sóng cực cực đi theo đường dẫn truyền phụ và lúc này nó triệt tiêu cái sóng cực cực này đi thì lúc này cơ tim lại khử cực bình thường. Đấy, lại lên rồi xuống lại khử cực bình thường. Lúc này thì nó tạo ra một cái sóng đây cái chỗ này, đấy chỗ này là nó tạo ra một cái sóng người ta gọi là cái sóng delta. Đấy, là tạo một cái sóng delta.
và tạo một cái sóng delta. Và lúc này thì cái phức bộ QRS lúc này nó giãn rộng, nó trên 0,12 giây. Và cái PR nó ngắn lại do cái thời gian nó di chuyển từ nhị sóng cơ cực di chuyển từ nhị xuống thất nó là ngắn, nên cái PR nó ngắn lại. Như vậy khi chúng ta thấy hình ảnh được sóng delta PR ngắn và QRS giãn rộng trên 0,12 giây mà không kèm theo được cái nhịp nhanh kịch phát thì chúng ta gọi đó là hình ảnh gôn Parkinson White. Còn khi mà nó xuất hiện hình ảnh gôn Parkinson White nó kèm theo cơn nhịp nhanh kịch phát thì lúc này người ta gọi là hội chứng gôn Parkinson White. Đấy, nhớ hình ảnh gôn Parkinson White thì chúng ta sẽ không có biểu hiện tình trạng trên lâm sàng, nhịp tim vẫn bình thường. Nhưng cái hội chứng gôn Parkinson White nó là hình ảnh gôn Parkinson White cộng với nhịp nhanh kịch phát. Khi có cái đường dẫn truyền phụ thì nó rất dễ xuất hiện những cơn nhịp nhanh kịch phát. Tại vì sao mà khi có đường dẫn truyền phụ lại rất dễ xuất hiện cơn nhịp nhanh kịch phát? Thì tại vì sóng cơ cực nó di chuyển từ cơ huyết thất di chuyển đi qua được phụ đường dẫn truyền phụ lên trên cơ nhĩ. Nhưng vừa rồi chúng ta học thì sóng cơ cực nó đi qua đường dẫn truyền phụ nó bị triệt tiêu. Như vậy tại sao nó lại di chuyển được ngược lên theo đường dẫn truyền phụ? Thì đó là do xuất hiện một cỗ ngoại tâm thu thất. Khi nó xuất hiện một cỗ ngoại tâm thu thất thì lúc này sóng khứ cực do cỗ ngoại tâm thu thất nó phát ra, nó đi khứ cực cho cơ thất và nó đi lên theo con đường phụ, nó lên nó khứ cực cho cơ nhĩ. Đấy, lên cơ cực cơ nhĩ và nó di chuyển qua nút nhĩ thất xuống qua mô hít và xuống hệ thống dẫn truyền và xuống hệ thống dẫn truyền rồi khứ cực cho cơ thất và xuống hệ thống dẫn truyền khứ cực cơ thất rồi nó lại di chuyển ngược lại theo đường phụ lên khứ cực cơ nhĩ rồi lại qua nút nhĩ thất rồi lại qua mô hít xuống hệ thống dẫn truyền khứ cực cơ thất rồi lại vòng lên khứ cực cơ nhĩ tạo thành một cái vòng, đó chính là vòng vào lại nhĩ thất. Nó tạo nên một cơn nhịp nhanh và cơn nhịp nhanh này do cái vòng vào lại của nhĩ thất tạo ra, người ta gọi là nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ thất. Và chúng ta chú ý một cái điều nữa là cái nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ thất này chúng ta không thấy được cái hình ảnh của cái sóng delta đâu cả. Bởi vì là vừa rồi cái sóng delta xuất hiện khi mà cái sóng cực từ nhĩ nó đi theo hai con đường, một là đi theo con đường nhĩ thất, con đường nút nhĩ thất xuống cơ nhĩ, hai là đi theo con đường phụ xuống cơ nhĩ. Nó đi theo hai con đường đấy thì nó khứ cực một, đi theo con đường phụ nó khứ cực một phần của cơ thất. Sau đấy nó bị sóng cực đi theo hệ thống dẫn truyền nó triệt tiêu đi thì nó tạo nên cái sóng delta. Nhưng lúc này thì cái sóng cực cực nó từ cái ổ ngoại tâm thu và nó di chuyển lên theo đường dẫn truyền phụ khứ cực nhĩ rồi lại qua nút nhĩ thất xuống cơ thất rồi lại vòng lên khứ cực nhĩ. Như vậy nó theo vòng như vậy, nó cứ theo vòng như vậy nên nó không tạo thành được cái hình ảnh sóng delta. Như vậy lúc này chúng ta cần phải phân biệt được cái nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất và nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ thất chúng ta phân biệt như thế nào. Chúng bản chất đều là nhịp nhanh ở trên thất hết. Thì lúc này chúng ta sẽ phân biệt bằng cách xác định sóng P. Nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất thì chúng ta đã xác định được cái sóng P là sóng này. Nó là một cái sóng giã sóng S. Đấy là sóng P.
và cái nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ thất. Đây chúng ta lấy một cái nhịp này để phóng lên, thì đoạn này chính là cái đoạn ST. Đấy, cái chỗ méo mó của đoạn ST chính là cái chỗ này, và cái chỗ méo mó của cái đoạn ST, thì cái chỗ méo mó của cái đoạn ST này nó chính là cái sóng P. Đấy, như vậy đây là sóng P của nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất, đây là cái sóng P có nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ thất, nhìn nó khác nhau. Cái sóng P này nó là cái sóng giả sóng S. Cái sóng P này nó cách là chỗ méo mó của đoạn ST, nó không phải là giả sóng S. Như vậy chúng ta sẽ lấy cái khoảng cách từ cái phước bộ QRS đến chân sóng P, người ta gọi là khoảng RP. Đây, đây khoảng RP đây. Cái khoảng RP của nút của nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất thì nó ngắn, còn khoảng RP có nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ thất thì nó rộng hơn hay nó dài hơn, do cái vòng vào lại của nút, cái vòng vào lại của nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ thất đấy, thì cái vòng vào lại nhĩ thất đấy nó lớn, còn cái vòng vào lại nút nhĩ thất thì nó bé hơn. Đây, cái vòng vào lại nhĩ thất thì nó lớn. Như vậy nên cái sóng P của nó, đây là khi các bạn cái sóng P của nó, chỗ méo mó của ST này, sóng P của nó sẽ cách cái phước bộ QRS xa hơn do cái vòng vào lại của nó lớn hơn. Còn cái vòng vào lại nút nhĩ thất thì cái vòng vào lại nó bé. Như vậy cái sóng P nó sát, nó gần vào, sát vào cái nút nhĩ thất, nó tạo thành hình ảnh giả của sóng S. Đấy là hai cái vấn đề hôm nay tôi muốn truyền đạt cho các bạn, đó là nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất và nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ thất. Thì các bạn hãy đăng ký kênh và ấn chuông để ủng hộ tôi, giúp tôi có động lực để làm ra nhiều video hay và hấp dẫn hơn, và nhiều chủ đề hấp dẫn hơn nữa. Các bạn hãy đăng ký kênh Bác sĩ Dũng Vlog đón xem những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem.